Xin chào rồi gia đình đã với kênh cô Lợi nha. Hello vợ. Chào cả nhà. Hôm nay là vợ sẽ nấu món gì đại cả nhà mình đây? Cái này mới hẹn cơm sườn, kia là món cơm sườn nè. Cơm sườn hả? Đúng rồi. Ủa chứ không phải cơm sườn là mình lấy sườn lát hả? Nhưng mà sườn lát cũng được, sườn miếng, sườn cốt lết á, nhưng mà bữa nay em mua sườn cộng. À. Sườn này chút xíu nữa mình ốp xong cái mình nướng với anh em ha. Ừ, giờ em rửa cho sạch xong rồi em ướp, em nướng. Với ăn bì, với trứng nè, ba thứ. Cơm, sườn, bì, trứng hả? Đúng rồi. Sáng này không có mua đồ làm chả. Nhưng anh muốn ăn chả không? Thôi, sườn, cơm sườn vậy được rồi. Bây giờ là mình sẽ ướp gia vị vào. Và sẽ cùng nướng nha cả nhà. Mình sẽ nướng nha. Ê, em thấy nhà cái thùng nó có cái nửa lam đúng không ta? Chứ vậy giờ nửa lam làm gì? Cạo lam keo. Đây là cái củ cải muối nè cả nhà. Ủa giờ nấu nước súp hay gì vậy giờ? Nước súp thịt bằm. Ồ, nước súp thịt bằm. Có củ cải đỏ nè. Hành lá, ngò rí, củ cải muối nha cả nhà. Vợ lại thì xài cái xốp nưa ốp thịt nướng này. Đó, này là của Charlie Mac. Hành lá, cà chua với lại dưa leo. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, với là nguyên liệu tiếp theo của chúng ta là một bịch trứng. Trứng này chúng mình sẽ ốp la lên nha cả nhà. Trứng gà công nghiệp. Thịt thì chúng ta sẽ ướp với cái gia vị này, và có còn ướp thêm cái gì nữa không? Không, anh cái gia vị này là đầy đủ luôn á. Là mặn ngọt gì đầy đủ hết đầy rồi đúng đủ không? Hết á. Mình ướp thêm, lát em cho thêm miếng mật ong hà, miếng sữa tươi cho nó mềm thịt, nó không bị khô thịt. Thôi vậy hết đi vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm xíu sữa tươi vô nữa. Rồi vợ lại sẽ cùng nhau nướng nha. Má lại đang đốt lửa để nướng nha cả nhà. Củi nhuyễn. À, chúng ta nhúm than nha. Nhà lại ơn sao gió như biển Vũng Tàu vậy đó. Nên là phải ra trước. Mình bắt lửa nhanh ha má ha. Trái đó má mới bỏ tan vô. Hồi bữa con đi ở ngoài Đà Tẻ có nó có cái cây củi gì mà mình củi cây thông đó phải không? Cái chẹn nó con không biết gì nữa mà nó trái dữ lắm. Gió cỡ nào nó cũng trái hết trơn á. Đây là than. Trái quá trời rồi mà. Ui da. Trái ghê không cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đợi cho có than hồng rồi mình sẽ nướng nha. Mỡ này thì vợ lại mua về và chúng ta sẽ thắng nha. Chút xíu nữa có tép mỡ nha cả nhà. Củ này không nè cả nhà. Củ này nấu ngọt hay sao ta? Khỏi cần đem muối. Mà em thấy nó cũng ngon nữa ha. Đúng rồi, ăn ngon. Ướp xong rồi nè cả nhà ơi, lâu rồi nè, đã thấm rồi đó. Bây giờ là sẽ nướng nha. Đây, sườn không rồi cả nhà, ngon lắm. Đó. Đây là sườn cây với sườn cộng á cả nhà.
ớt có sữa vô nó mềm thịt lắm cả nhà. Thơm bạc cố luôn cho gồ. Chỗ nướng cũng hát mẻ. Thơm lắm cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Thịt nè. Than thì bây giờ nó đã nóng dữ rồi đó cả nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nướng nha. Thịt này thường thường lại thấy tiệm á người ta bán á cả nhà là nó cái thịt này thì nó sao ta bán cơm sườn cơm tấm người ta làm thịt cốc lết á, thịt miếng miếng, thịt chéo thì cũng có. Nhưng mà sườn cộng này mắc lắm. Sườn cộng này mà mình ăn chắc một dĩa nó 30.000 mà nó chừng cộng này quá. À, trong con heo cái cọng sườn này là nó mắc quá trời. Cái gì mắc là ngon hả? Chịu khó mình ngồi mình trở nha cả nhà. Để nó khét uổng lắm. Than này là đều luôn rồi đó. Than này là ngon rồi đó. Nhà lại thì cũng khá lâu rồi không có ăn món cơm tấm này. Bây giờ thì cả nhà sẽ cùng nhau ngồi nướng thịt và ăn cơm tấm nha. Đợi lại chút xíu nha cả nhà. Cả nhà thấy chưa? Còn trứng nặng nữa kìa anh. Sườn cộng nha cả nhà. Ngon lắm nha. Trứng này giờ sáng ta. Đúng rồi. Trứng nè cả nhà. Đó. Đã chưa? Ôi ui. Đó. Mỗi dĩa một quả trứng. Bé Tiền sẽ làm được quay và chút xíu nữa bé Tiền sẽ ăn sau nha cả nhà. Rồi. Rồi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ là ngày hôm nay đã làm xong món là cơm sườn rồi. Bây giờ cả nhà lại sẽ cùng nhau thưởng thức món cơm sườn này nha. Mời cả nhà mình nha. Mời chút khoáng thôi. Đó, này là giờ lại làm nước mắm không có cái gì trong này hết. Cũng mắm trong. Ai ăn ớt thì bỏ ớt vô. Đó. Mày Đạt đi ra chợ mua cái chén cháu Nguyên Trang trong tiệm bán cơm tấm đồ chén này chịu. Em chi vô? Em muốn em mấy đó à. Em đổ bánh bèo, bánh bèo chén á. Vậy hả? Mốt giờ lại đổ bánh bèo nữa nha cả nhà. Nè cả nhà, coi nè, quá là ngon luôn nè. Để em trộn lên cho xem nha. Em toàn bỏ lên, miếng nước mắm luôn. Mời cả nhà nha. Trời, Út bỏ đi. Mời cả nhà nha. Thôi, tớ mở ngon quá em ạ. Nè, coi nè Tiền. Dạ. Bắt đầu em coi của anh Kerman á, mỗi lần mà ảnh mà quay cơm tấm là em coi hết luôn á. Dạ. Em thích ảnh hay mà em thấy cũng để ảnh thay cho ăn cơm tấm ghê luôn á. Em thích ăn cơm tấm. Mời cả nhà. Ăn thử miếng sườn coi. Ngon quá. Bì nè cả nhà ơi. Nước mắm ngon quá trời ơi. Bởi vì mình ăn cái gì cũng chủ yếu mắm ha. Đúng rồi. Ăn cơm ngon mà nước mắm không ngon cũng trút quốc nè. Có nhiều quán cơm họ bán mấy thịt thì ớt ngon mà cái mắm cũng ngon cũng rất quá. Cơm tấm nhà làm ngon hơn tiệm nữa. Kèm theo
chén canh nước súp hả con? Dạ. Súp súp củ cải muối. Cũng là nhớ nha. À, nấu cái củ cải muối mình đừng đi muối nữa nha. Mặn lắm. Ngon lắm cả nhà ơi. Chắc mỡ này ngon ghê cả nhà. Giờ lại thắng rồi. Ngon lắm. Thôi xin phép bắp nha cả nhà. Không cắn mới được. Đúng rồi. Thường ớt cũng ngon quá. Dạ, anh chị biết sao mà lại ăn nhanh không? Tại vì đã đi làm quen rồi. Lại ăn cái gì cũng nhanh hết trơn á. Ăn kiểu như quầm quào vô. Tại vì làm mệt á, là ăn nhiều ăn nhanh chứ nó quen. Có anh chị không hiểu nói lại ham ăn hút uống. Nhưng mà em cũng thích thanh niên trai tráng ăn nhanh vậy á. Lại ăn quen rồi, ăn cái gì là cũng ăn nhanh, ăn nhiều hết trơn á. Em không thích ăn mà nè nè. Mất cười đó, chiều lâu lâu ha, cái Út thèm cơm sống là Út rủ đi lên lâu mang à, chứ là vui quá, không có chỗ nào bán buổi chiều hết. Có chỗ bán mà anh ăn thấy ngon vậy đó. Đi xe mười mấy cây số lên Long An ăn. Ăn vậy cơm sống chạy về. Nó tấp nhẹ nấu ngon quá. Nó đơn giản mà ngon không sợ. Ăn kèm chua chua vô ăn ngon. Nè cả nhà, dưa muối nè cả nhà. Nước súp dưa muối với củ cải như thế này thôi nè. Mà mình hấp nó rất là ngon nha. Có thịt bằm nữa. Ngon quá. Cái sườn này nó không có dày, nướng dễ ha. Em bớt có sữa vô miệng quá ha. Ngon. Em nướng, em mua bánh mát canh á. Chín rồi má, nó hơn nướng chín rồi. Chín. Nghe chị Nguyệt đi làm hả má? Đi làm. Không biết ở bên nước ngoài người ta có bán cơm tấm sườn bị chả vậy ta? Có hả? Mấy chị Việt Nam có bán hả? Vậy hả? Ừ. Mấy quán Việt Nam á. Em cũng coi hay coi mấy cái kênh khác á. Cây ăn. Người ta bán cái chén chả mà chiên mắm á, chén mắm chân á. Có nữa á. Mấy quán Việt Nam mà có bán đầy đủ hết. Thuốc nắng ngon quá. Dĩa cơm này bẩn mấy ta bán nhiêu mấy vậy? Em nghĩ chắc tầm 20 đô quá. Gì dữ vậy? Nhưng rồi nói em ăn tô bánh canh 20 đô đó. Ủa không không lộn lộn 10 đô chứ cả nhà. Lộn 200 mấy mẹ nói 20 đô. Ăn tô bánh canh nó em 9 đồng mấy á. Dễ này em nghĩ chắc cũng cỡ 10 đồng ha. Cỡ đó. Thôi hỏi mới nói em tính là tiền nghiệp.
mà tô dĩa người ta bự lắm chứ phải nhí như mình đây. Ở nước ngoài nó bán thì cũng mắc mà cũng đúng, mà tại vì thì mặt bằng này kia nó nhiều lắm. Cái đồng tiền nó khác, tại mình tính ở đây á. Má tiền nó qua một xíu mà ấu mình một xíu có cơm gì không má? Hao hồn má qua nó khó rồi. Lâu rồi, chắc giờ có rồi. Nó cắt thịt xíu không có chắc nó dần ha. Có bún riêu, hủ tiếu, bánh thứ, phở. Má không ăn hải sản mà thịt xíu ưa dắt má đi câu cơm á. Sẽ phép lại ăn thêm củng nha cả nhà. Tụi con mà được đi là bánh cầu đá luôn ha. Ủa gạo này gạo tắm luôn hả gì ta? Không, không à, gạo bình thường của mình ăn á. Vậy hả? Ngon ha. Lâu lâu ăn cơm ngưng ăn thịt kho, cá kho được. Hôm nay cơm sườn. Ăn về cũng ăn trưa luôn á. Hồi nhỏ ba cũng chỗ người ăn ăn sáng ra cơm tắm tối ngày hả má? Chiều thì chở đi ăn Quỳnh Thánh. Mà sáng sáng thì không có ăn cơm tắm, mình thích ăn buổi chiều hả? Ngon quá cả nhà ơi. Ngon cũng ngon. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì gia đình lại đã dùng xong một bữa cơm, đó là cơm sườn nướng với lại bì và hột gà ốp la, ăn rất là ngon. Clip đến đây là xin tạm dừng và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình ở sau nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gia đình lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye.